Thưa quý vị, sau vụ việc sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị phanh phui, hoạt động kiểm tra các trung tâm đăng kiểm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mới đây liên quan đến vụ nhận hối lộ gây rúng động dư luận, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6303G ở Tiền Giang đã bị tạm đình chỉ vì vi phạm. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Trung tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6303 g Tiền Giang đã vi phạm quy định tại Nghị định 139 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Do đó, cục đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động một tháng. Ngoài ra, cơ quan này cũng tạm đình chỉ hoạt động một tháng đối với hai đăng kiểm viên của trung tâm là Nguyễn Khoa Đàm và Nguyễn Kiến Thông do vi phạm Điều 17 Nghị định 139. Trong thời gian tạm đình chỉ, các đăng kiểm viên trên không được tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới và ký xác nhận hồ sơ kiểm định xe cơ giới. Các quyết định trên có hiệu lực đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị về có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, Cục đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu phòng kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian 6303G tạm đình chỉ hoạt động kiểm định. Được biết đây là một trong chín trung tâm đăng kiểm đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khám xét trong vụ án đường dây đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, để có tiền chi cho các nhân viên và làm quỹ hoạt động, giám đốc chính trung tâm đăng kiểm đã chỉ đạo nhân viên trung tâm bao gồm các phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng vân vân. Trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thủ đoạn cụ thể bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải vân vân. Tất cả các phương tiện được bỏ qua lỗi vi phạm này đều do cò mồi đưa đến kiểm định, hối lộ tiền, từ đó các trung tâm thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm hành vi giả mạo trong công tác với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên, nhưng không làm việc tại trung tâm và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào hồ sơ kiểm định. Các trung tâm này đã cấp 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô đến đăng kiểm trái với quy định. Đến nay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 23 bị can để tạm giam về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Lâm xùm sai phạm trong hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã gây ra dư luận xấu, tạo nên làn sóng phẫn nộ khi những người đứng đầu bị tiền che mờ mắt, mắt nhắm mắt mở chỉ đạo nhận hối lộ thu lợi bất chính 10 tỷ đồng. Tiếp theo liệu cơ quan chức năng có tiếp tục điểm tên những trung tâm đăng kiểm khác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin khi có thông báo từ cơ quan điều tra.